Quay vlog bạn thân nấu ăn, thanh niên vô tình bắt được khoảnh khắc để đời. Mặc dù số lần vào bếp chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế nhưng thanh niên vẫn tự tin bảo với đám bạn thân rằng: "Hãy tin tao, tao sẽ làm được." Vừa bật máy quay lên để quay vlog một ngày nấu ăn cùng đám bạn thân, chàng trai tình cờ quay được siêu phẩm để đời. Cụ thể, khi vừa cho con cá vào chảo dầu để chiên, ngọn lửa ở chảo bỗng bốc cháy cao ngút gần tận nóc nhà, làm sáng rực cả một không gian ở bếp. Cùng với đó là những mùi khét lẹt phảng phất bay ra. Ba chân bốn cẳng, nam thanh niên đã bật tốc biến chạy thật nhanh trước khi trở thành món thịt khô cháy cạnh. Đồng thời, một nụ cười đã nở trên môi với hy vọng chỗ lông mày của bạn mình vẫn còn ổn. Sau khi quay trở lại hiện trường, mặc dù con cá vẫn còn xài được khi chỉ mới cháy phần da xung quanh, tuy nhiên vẻ mặt của ai cũng không còn được vui như lúc đầu nữa vì pha báo hại của thằng bạn, suýt nữa thì trở thành căn nhà sáng nhất đêm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.